chào, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của hiếuhiền.vn. Wikin là một thương hiệu sản xuất thiết bị âm thanh khá nổi tiếng trên thị trường thiết bị công nghệ số. Bên cạnh những cái sản phẩm loa di động khá nổi tiếng như là Wikin K3 mà mình đã từng có bài trải nghiệm, thì hôm nay Inox muốn chia sẻ với các bạn một thiết bị nữa cũng sử dụng Bluetooth đến từ thương hiệu này, đó là mẫu tai nghe Bluetooth thể thao Wikin BH800. Chiếc tai nghe này có chức năng là giảm thiểu tiếng ồn xung quanh để giúp cho bạn thưởng thức được âm thanh một cách trọn vẹn hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ mở hộp để đánh giá chiếc tai nghe Bluetooth thể thao này nha. Và đây là toàn bộ phụ kiện đi chung với tai nghe Bluetooth Wikin BH800. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có thân tai nghe, lát mình sẽ quay lại để nói chi tiết hơn. Kế bên đây thì sẽ có một cái dây dẹp chống rối với hai đầu là jack 3.5 loại 2 vạch đen. Và ở đây là một dây kết nối, một đầu là USB, một đầu micro USB để các bạn sạc lại cho tai nghe. Và cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ có là một sổ hướng dẫn. Và đây là thân tai nghe Wikin BH800. Xét về tổng quan ở bên ngoài thì mình thấy thiết kế của nó khá là chắc chắn và nhỏ gọn, phù hợp với những bạn có nhu cầu thường xuyên di chuyển hay là mang tai nghe khi mà mình tập thể thao. Tai nghe Wikin BH800 này là tai nghe Bluetooth có khả năng kết nối với các thiết bị ở khoảng cách 10m. Sử dụng công nghệ Bluetooth 4.0, tai nghe có khả năng nhận tín hiệu được rõ ràng và ổn định hơn. Tai nghe sử dụng chất liệu nhựa tổng hợp với màu đen chủ đạo bên ngoài. Phần họa tiết ở đây thì có thêm 3 màu sắc cho các bạn lựa chọn như là màu đen toàn thân hoặc là màu đỏ. Còn ở đây là mẫu màu vàng đồng. Hai phần tai nghe bên đây rất gọn, chụp lấy trọn vẹn được vành tai giúp cho giữ âm tốt nhất. Khi bạn mang tai nghe vào thì sẽ giảm thiểu rõ rệt tiếng ồn ở bên ngoài. Mặt ngoài là tên thương hiệu Wikin được in dập nổi. Mặt trong chúng ta sẽ có là một lớp da êm mềm để bao lấy vành tai. Các chi tiết được gia công rất kỹ thể hiện qua từng đường chỉ. Lớp bông ở bên trong cũng khá là dày để đảm bảo độ an toàn của sóng âm cho tai nghe các bạn. Hai chữ viết tắt RL ở đây màu đỏ nổi bật như một cách để phân biệt khi mà chúng ta mang tai nghe vào. Đồng thời cũng là một điểm nhấn ở trên nền đen cho dòng tai nghe chất lượng tốt hỗ trợ âm thanh stereo cao cấp này. Trên thân của tai nghe được tích hợp hầu hết các phím chức năng. Ví dụ như ở trên đây chúng ta sẽ có các phím tăng âm lượng, kim luôn cái nút để tới bài hát tiếp theo. Nút giữa là nút nguồn, các bạn nhấn và giữ vào đây để mở tai nghe lên. Đồng thời nó cũng sẽ tích hợp chức năng là dừng và phát bài hát trong lít nhạc. Kế bên đây sẽ là nút giảm âm lượng và nó sẽ kim luôn chức năng là mình lùi về bài hát trước đó trong cái lít nhạc. Bên đây là đèn thông báo tín hiệu trạng thái của tai nghe Bluetooth BH800. Còn đây là cổng jack 3.5 hỗ trợ kết nối trực tiếp với các thiết bị phát mà không cần đến Bluetooth. Ví dụ như các bạn kết nối trực tiếp thông qua dây đến điện thoại hoặc máy tính hay là máy tính bảng. Và cuối cùng ở đây chúng ta sẽ có một cổng micro USB để các bạn sạc lại pin cho tai nghe. BH800 khi ở trạng thái đầy pin sẽ dùng được liên tục khoảng 10 tiếng tùy theo cái nền nhạc, nền âm thanh từ thiết bị phát. Khi gần hết pin thì đèn tín hiệu ở bên đây sẽ nháy sáng màu đỏ. Và sau khi hết pin thì bạn cần phải sạc lại trong vòng 2 đến 3 tiếng. Trong khi sạc thì đèn tín hiệu sẽ nháy sáng màu đỏ và khi đầy thì nó sẽ tự động tắt. Phần tai nghe bên đây được bố trí một phím chức năng duy nhất và nổi bật nhất của BH800. Nút gạt bật mở chế độ giảm thiểu tiếng ồn. Đây là công nghệ thường được sử dụng trong các cabin khoang lái máy bay, giảm thiểu tốt khi mà bạn tham gia giao thông hoặc là ở trong những văn phòng ồn ào. Tai nghe BH800 sẽ giúp bạn nghe được những âm thanh trong, rõ và chi tiết, tiếng bass và drip đậm dày hơn. Tập trung thưởng thức đoạn nhạc, đoạn video hay là tệp âm thanh của bạn mà không sợ bị quấy nhiễu bởi những tạp âm bên ngoài. Phần khớp nối ở đây các bạn có thể xoay chuyển và xếp lại gọn gàng. Phía trên đây thì chúng ta cũng sẽ điều chỉnh được độ rộng để phù hợp với từng tay người dùng. Và cuối cùng, vòng cung ở trên đây có một lớp đệm là lớp da mềm, tạo sự thoải mái nhất cho người sử dụng. Vừa rồi là mình đã có bài mở hộp tai nghe BH800. Nhìn chung thì đây là một mẫu tai nghe Bluetooth thể thao có kiểu dáng năng động thời trang, với khả năng giảm ồn là tính năng nổi bật nhất cho âm thanh của các bạn nghe được trong, rõ, tiếng bass và drip dày dặn, âm thanh sống động nhất. Và thứ hai là BH800 của chúng ta có khả năng kết nối Bluetooth chuẩn 4.0, khoảng cách kết nối lên đến 10m, thời gian hoạt động liên tục và bền bỉ lên đến 10 tiếng. Các phím chức năng được tích hợp ở trên thân tai nghe, một thiết kế thông minh và tiện dụng.
Khả năng nghe gọi rảnh tai được thực hiện ngay trên tai nghe chỉ bằng một phím bấm như thế này thôi. Và ở video sau thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách sử dụng chiếc tai nghe Bluetooth thể thao BH800 này. Mời các bạn đón xem. Và hiện tại sản phẩm BH800 này đang được bán tại hiếuhiền.vn. Các bạn có thể gọi ngay vào số hotline ở bên dưới phần mô tả của video này để được tư vấn và đặt hàng nhanh nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video.